Mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân bóng Thành Công trong buổi sáng hôm nay. Trọng tài đang cho làm những thủ tục cuối cùng để có thể bước vào hiệp thi đấu đầu tiên. Tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên, hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu, tôi xin được giới thiệu danh sách cầu thủ cũng như là màu áo ra sân của hai đội như sau. Đây là trận đấu giữa Việt Gồn và ngôi sao BVF trong cuộc khổ. Rất bất ngờ. Đấy, từ những phút thi đấu đầu tiên một chút hơi hình rồi thì các cầu thủ bên phía của Việt Cầu đã ghi bàn thắng đầu tiên. Rồi, và đó là bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ bên phía của Việt Cầu. Bàn thắng dành cho cầu thủ vào số 15 Đinh Phúc. Chớp thời cơ rất nhanh, một cú ra đòn cực kỳ gọn gàng và tinh tế. Khoảng cách hiện tại đang của Đình Phúc khiến cho đồng đội chưa thể hiểu được ý đồ. Đấy rồi, dứt điểm vào. Và đó lại là bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ bên phía của Việt Cầu. Rồi vừa ghi bàn tiếp tục là cầu thủ áo số 8 Lê Trần Nam Anh. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thôi thì Lê Trần Nam Anh, cầu thủ áo số 8 đã có cho mình một cú đúp. Đấy rồi, trong tình huống này thì Trần Lê Nam Anh đã bỏ qua cơ hội. Ra vào rất hợp lý và pha cứu thua vừa rồi là của cầu thủ áo số 19 Nguyễn Đình. Liệu rằng đây sẽ là một tình huống ra chân ngay hay đó là một tình huống mồi bóng? Đó là tình huống ra sân ngay và không có bàn thắng nào khi mà thủ môn bên phía của ngôi sao BVM đã rất tỉnh táo. Và đây sẽ là một cơ hội phản công. Đã bị vụt qua khi mà đường đẩy bóng là quá dài. Đích đạt. Quyết định xuất ngày. Bóng vọt sang hàng khung thành của thủ môn Hải Đăng. Trí Thành.
Minh Hiếu dứt điểm ngay. Pha đấm bóng rất tốt của Hải Đăng. Và bên xanh tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ áo số 19 Gia Huy rời sân. Và người vào sân là cầu thủ áo số 7 Trọng Khôi. Đây rồi, cơ hội. Đi bóng rất khéo léo. Bóng lại hơi xè, một pha trượt chân hơi đáng tiếc. Nhà về tuyến này, dứt điểm ngay. Bóng dội cột dọc và đi ra ngoài. Đấy rồi, vẫn còn. Xử lý của Hiếu Duy. Và đó là thắng thứ 5 dành cho cầu thủ bên phía Vinh Cồn. Đang xử lý khu vực đáy biên, lên trình không được. Và vừa rồi là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Kết thúc hai hiệp, cầu thủ bên phía Việt Cồn giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.